thì có rất nhiều các cá nhân và các công ty tập đoàn đã có những phần thưởng để vinh danh. Thưa quý vị, tập đoàn Tuần Châu tặng thưởng 1 tỷ đồng cùng chuyến du lịch 5 ngày cho du thuyền 5 sao trong phía Nam Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ... Đầu tiên là công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Ngoài việc tặng thưởng cho đội tuyển, tặng riêng một chiếc xe ô tô Kia Optima trị giá gần 800 triệu đồng cho huấn luyện viên trưởng Bắc Hằng. Kính mời ông Nguyễn Hoàng Duy, đại diện cho tập đoàn Tuần Châu sẽ lên trao giải phần thưởng này. Mời ông Nguyễn Thế Hải, tổng giám đốc phát triển nhà Thủ Đức tặng thưởng 200 triệu đồng. Xin được kính. Cộng sản Hồ Chí Minh, ông Trần Đức Vấn, thì công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên, thì công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Tay cho những nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ. Hòa Bình sẽ tặng thưởng 1 tỷ 500 triệu đồng. Xin mời công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Phó tổng giám đốc lên trao giải. Là khi mình hâm mộ, mình yêu thích, mình quý một ai đó thì cái khoảng cách được đặt ra hay vị trí được đặt ra đều vô nghĩa hết. Hưng cũng giống như bao nhiêu người hâm mộ khác thôi. Mình cần cái gì thì mình xin cái đó, mình tìm cái đó. Hưng cần chữ ký thì Hưng bước tới Hưng xin. Giống như các bạn cũng muốn xin chụp hình lại với Hưng thì Hưng thấy nó bình thường. Câu hỏi này chúng tôi ngưỡng mộ nhau qua lại. Và Hưng nghĩ Hưng là trên mạng xã hội thì Hưng đang may mắn hơn rất rất nhiều người bên ngoài kia nữa. Cho nên là cái việc mà xin chữ ký nó bình thường thôi. Mình bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ của mình, nó là một cái phép lịch sử. Cái gì đó tới từ trái tim mình thì sẽ có nhận được từ trái tim. Không siêu như siêu anh hùng, không to cao như bình bình, không đô la hay sau vui, tiếng chẳng thua một ai, vì mỗi ngày dần trôi. Hưng sẽ giữ làm kỷ niệm, chắc là đặc biệt lắm. Hưng sẽ lưu diễn khắp nơi. Có khi nào bao giờ quá trình thi đấu bao giờ giặt cái áo rất đặc biệt lắm luôn đối với Hưng. Xin cảm ơn ca sĩ Xuân Thu Trư và violon Quang Phúc. Thưa quý vị, chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.